Dạ, nhà vườn Ngọc Quyền xin mến chào quý cô chú ba anh chị gần xa trên mọi miền quê hương tổ quốc luôn nha. Hôm nay nhà vườn em lên một clip mà để nghỉ Tết luôn quý cô chú ba anh chị. Mong quý cô chú ba anh chị ủng hộ em để lấy cây bông về chơi Tết luôn nha. Số điện thoại liên hệ của em là 0947 447 442. Em tên Ngọc Huyền, cũng là số Zalo của em luôn. Em ở Cần Thơ quý cô chú ba anh chị. Hôm nay em có về lô trang gồm hồng phấn, vàng với lại đỏ, ba màu chủ đạo. Đầu tiên em lên luôn cây số 1. Hồng phấn lá nhuyễn siêu bông quý cô chú ba anh chị nó dạng khúc mâm sôi nha. Cái số 1 của mình cao là 75. Tán ngang cũng 75 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 13. Cái số 1 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng bao gồm cả phí vận chuyển cho quý cô chú ba anh chị luôn. Đó. Và không quên cảm ơn quý cô chú ba anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn yêu thương tin tưởng và ủng hộ bên em, cũng như là rất mong được sự đồng hành của quý cô chú ba anh chị mình trong thời gian sắp tới luôn nha. Cây số 2 cao cũng khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Cây này đế rất là đẹp quý cô chú ba anh chị. Hoành thăng ở vị trí này là 14, gần 15 lấy 14 luôn. Cây số 2 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng luôn. Chúc quý cô chú ba anh chị mình năm mới vạn sự bình an nha. Chúc trước Tết luôn. Vậy cũng sắp nghỉ Tết rồi. Cây số 3 cao cũng khoảng 70 luôn, tán ngang cũng khoảng 70 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 3 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng luôn. Cha hồng phấn lá nhuyễn nha quý cô chú ba anh chị. Cây số 4 cao khoảng 80, tán ngang khoảng 75. Chiều cao với tán em nhắm khoảng nha. Hoành thăng ở vị trí này là 16. Cây số 4 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng luôn. Cây giá rất là mini cho quý cô chú anh chị dễ chơi luôn nha. Cây số 5 cao khoảng 80 luôn, tán ngang khoảng 65. Hoành thăng ở vị trí này là 14. Cây số 5 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng luôn. Cây số 6 cao cũng khoảng 70 luôn, tán ngang cũng khoảng 70 luôn. Dạng khúc mâm sôi nha quý cô chú anh chị, màu hồng phấn nha. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 6 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng luôn. Cây số 7 cao cũng khoảng 70 luôn, tán ngang cũng khoảng 70 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 10. Cây số 7 em xin giao lưu với giá là 250.000. Bao gồm cả phí ship luôn nha. Em có số lượng rất là ít luôn, phục vụ cho quý cô chú anh chị dịp Tết này. Cây số 8 cao khoảng 75, tán ngang khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 8 em xin giao lưu với giá là 250.000. Chỉ 250.000 thôi nha quý cô chú anh chị, mình về bỏ vào chậu trưng Tết rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Để bàn đồ được hết luôn nha. Cây số 9 cao khoảng 75 luôn, tán ngang khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 9 em xin giao lưu với giá là 250.000. Cây số 10 cao khoảng 65, tán ngang khoảng 65 luôn. Cây này đế rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Có bộ rễ cực xinh luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 10 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng. Cây số 11 cao khoảng 75, tán ngang khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 15. Cây số 11 em xin giao lưu với giá là 250.000 luôn. Cây số 12 cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 11. Giờ 12 em lấy 11 luôn. Cây số 12 em xin giao lưu với giá là 250.000 luôn. Đó, chỉ có 200 mấy là có một cái cây hoa thật mà đẹp nha. Giờ đi ra chợ mua bó hoa không là cũng mấy trăm ngàn ngày hoa ly đó.
mà nó lại giả nữa, mình chơi, chơi xong có vài ngày là nó tàn rồi. Cây số 13 cao khoảng 70 luôn, đá ngang khoảng 70. Còn cái này mình chơi hoài luôn mà mai mốt mình bán lại mình cũng lời luôn nha. Mình thăng ở vị trí này là 14. Cây số 13 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn nha. Cây ra búp hết trơn rồi, kịp Tết cho quý cô chú bác anh chị có hoa luôn nha. Cây số 14 cao khoảng 70 luôn, đá ngang khoảng 70 luôn. Thoát thăng cao ngay rất là dễ thương luôn. Mình thăng ở vị trí này là 15. Cây số 14 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Giá cực yêu thương luôn nha. Cây số 15 cao khoảng 65, tán ngang khoảng 60. Mình thăng ở vị trí này là 12. Cây số 15 em xin giao lưu với giá là 250 ngàn. Cây số 16 cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 70 luôn. Mình thăng ở vị trí này là 13. Cây số 15, cây số 16 em xin giao lưu với giá là 250 ngàn. Cây số 17 cao khoảng 75 luôn, tán ngang khoảng 70. Mạnh thăng ở vị trí này là 14. Cây số 17 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng luôn. Cây số 18 cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 70 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 18 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Quý cô chú bác anh chị nào mà xem mà cảm thấy nhanh quá thì kết bạn Zalo với em nha, để em gửi hình lại sắc nét hơn. Cây số 20 cao khoảng 60, tán ngang khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Có bộ ghế cực kỳ đỉnh nha. Cái số 20 em xin giao lưu với giá là 250 ngàn. Cái số 19 giờ nãy sách lộn. Cao khoảng 60, tán ngang khoảng 50. Rất là mini, dễ thương luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cái số 19 em xin giao lưu với giá là 200 ngàn đồng. Ra búp hết trơn nha quý cô chú bác anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn. Cây số 21 cao là 75, tán ngang khoảng 70 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 14. Cây số 21 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Cây số 22 cao khoảng 80, tán ngang khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 22 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng luôn, bao gồm cả phí vận chuyển cho quý cô chú bác anh chị rồi nha, không có tốn gì nữa hết trơn á. Cây số 23 cao khoảng 70, tán ngang khoảng 65. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 23 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Cây số 24 cao khoảng 65, tán ngang khoảng 60. Hoành thăng ở vị trí này là 15. Cây số 24 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng luôn. Cây số 25 hết hồng phấn luôn nha quý cô chú anh chị, có 25 cây à. Cây số 25 cao khoảng 80 luôn, tán ngang khoảng 65. Hoành thăng ở vị trí này là 11. Cây số 25 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. 300 ngàn Việt Nam đồng. Sao này em lên đỏ nha, đỏ em cũng có mười mấy cây hả. Cây số 26 cao khoảng 70, tán ngang khoảng 55. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 26 em xin giao lưu với giá là 200 ngàn đồng.
chỉ 200 ngàn đồng thôi nha quý cô chú bác anh chị, rẻ hơn cây phôi nữa. Cây số 27 cao khoảng 85 luôn, tán ngang khoảng 60, tán ngang khoảng 55-60 thôi nha. Vành thang ở vị trí này là 14. Cây số 27 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Cây số 28 cao khoảng 85 luôn, tán ngang khoảng 65. Vành thang ở vị trí này là 17. Cây số 28 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Cây số 29 cao khoảng 80, tán ngang khoảng 50. Vành thang ở vị trí này là 14. Cây số 29 em xin giao lưu với giá là 350 ngàn luôn. Cây số 30 cao khoảng 75 luôn, cây có nụ hết nha quý cô chú anh chị, về mình chơi Tết được rồi đó. Tán ngang là 50. Vành thang ở vị trí này là 13. Cây số 30 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Quá đẹp. Cây số 31 cao khoảng 80 luôn, cây quá đều và đẹp luôn nha, tán ngang khoảng 60. Vành thang ở vị trí này là 15. Cây số 31 em xin giao lưu với giá là 350 ngàn. Giá rẻ như cho luôn nha. Cây số 32 cao khoảng 85 luôn, tán ngang khoảng 60. Vành thang ở vị trí này là 13. Cây số 32 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Cây số 33 cao khoảng 80 luôn, tán ngang khoảng 55. Vành thang ở vị trí này là 12. Cây số 33 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng luôn. Giá đồng giá 300 ngàn đồng. Cây số 34 rất là đẹp nha, cao khoảng 80 luôn, tán ngang khoảng 55. Vành thang ở vị trí này là 14, ngày 15 em lấy 14 luôn. Cây số 34 em xin giao lưu với giá là 350 ngàn. Cây số 35 cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 60. Cây ra hoa ra búp mà khi mà gửi về tới mình đó, mình cắt bỏ hoa cho ra hoa mới nha quý cô chú bác anh chị. Vành thang ở vị trí này là 15. Cây số 35 em xin giao lưu với giá là 350 ngàn đồng. Cây số 36 cao khoảng 80 luôn, tán ngang khoảng 60. Vành thang ở vị trí này là 13. Cây số 36 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng. Cây số 37 cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 55. Vành thang ở vị trí này là 12. Cây số 37 em xin giao lưu với giá là 300 ngàn đồng luôn. Rồi cây số 38 là em hết đỏ luôn nha quý cô chú bác anh chị. Có mười mấy cây hà. Cao khoảng 75 luôn, tán ngang khoảng 50. Vành thang ở vị trí này là 13. Cây số 38 em xin giao lưu với giá là 350 ngàn đồng. Sau đây em lên vàng nha, vàng rất là xinh lung linh luôn. Vàng chơi Tết mình luôn nha. Cây số 39 cao khoảng 80, tán ngang khoảng 70. Vành thang ở vị trí này là 14. Cây số 39 em xin giao lưu với giá là 400 ngàn.
400.000 đồng chẳng nha, có hoa hết trơn nha quý cô chú bác anh chị, chơi Tết rồi nha. Cây số 40, cao khoảng 60 luôn. Cái dạng này như mâm xôi vậy, thấy cưng lắm. Tán ngang là 60 luôn. Vành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 40 em xin giao lưu với giá là 350.000 đồng. Giá quá mini luôn nha, quá sinh viên ngày xưa luôn. Cây số 41, cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 70. Vành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 41 em xin giao lưu với giá là 350.000 đồng. Cây số 42, cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 70. Vành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 42 em xin giao lưu với giá là 350.000 đồng luôn. Quá đẹp luôn, như cước mâm xôi vậy. Cây số 43, cao khoảng 60, tán ngang khoảng 60 luôn. Rất là đều nha. Vành thăng ở vị trí này là 14. Cây số 43 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng. Cây số 44, cao khoảng 60 luôn, tán ngang khoảng 60 luôn. Vành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 44 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng. Màu vàng siêu hoa nha. Cây số 45, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Vành thăng ở vị trí này là 14. Cây số 45 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 46, cao khoảng 60, tán ngang khoảng 65. Vành thăng ở vị trí này là 11. Cây số 46 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây số 47, tóc thăng cao rất là đẹp nha. Tóc thăng khoảng 3 tấc nha quý cô chú anh chị, lên chậu là xinh lung linh luôn. Ôi trời, có kiến lửa luôn. Cao khoảng 80, tán ngang khoảng 65 luôn. Hoành thăng là tầm 13 nha. Kiến lửa nó cắn em rồi. Cây 47 em xin giao lưu với giá là 450.000 đồng luôn. Cây số 48, cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 70. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 48 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây số 49, cao khoảng 75, tán ngang khoảng 70. Màu vàng rất là đẹp nha. Vành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 49 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây số 50, cao khoảng 60, tán ngang khoảng 50. Vành thăng ở vị trí này là 9. Cây số 50 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng. Cây số 51, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 60 luôn. Vành thăng ở vị trí này là 12, 13. Cây số 51 em xin giao lưu với giá là 350.000 đồng luôn. Cây số 52, cao khoảng 50 luôn, tán ngang khoảng 45. Rất là dễ thương nha quý cô chú anh chị. Vành thăng ở vị trí này là 8. Cây số 52 em xin giao lưu với giá là 250.000. Cây này để bàn là siêu xinh luôn nha. Cây số 53, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 55. Vành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 53 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng luôn.
Cây số 54, cao khoảng 55 luôn, tán ngang khoảng 50. Hoành thăng ở vị trí này là 8. Cây số 54 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng luôn. Cây số 55, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 60. Cây này với cây hồi nãy một cặp nha, rất là dễ thương, thoát thân cao khoảng 3 tấc luôn cô anh chị. Hoành thăng ở vị trí này là 14. Cây số 55 em xin giao lưu với giá là 350.000 đồng. Cây số 56, cao khoảng 60 luôn, tán ngang khoảng 60 luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 12. Cây số 56 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng luôn. Cây số 57, cao khoảng 65, tán ngang khoảng 50. Hoành thăng ở vị trí này là 13. Cây số 57 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng. Cây số 58, cao khoảng 70 luôn, tán ngang khoảng 50. Hoành thăng ở vị trí này là 14. Cây số 58 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng nha. Cây số 59, cao khoảng 70, tán ngang khoảng 70 luôn. Cây bông đẹp quá trời đẹp. Hoành thăng ở vị trí này là 10. Cây số 59 em xin giao lưu với giá là 350.000 đồng. Cây số 60, cao khoảng 65, tán ngang khoảng 55 luôn. Về biết của chú anh chị môi ghế lên bỏ chậu trồng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Hoành thăng ở vị trí này là 11. Cây số 60 em xin giao lưu với giá là 400.000 đồng. Rồi cây 61, cây cuối clip luôn nha quý cô chú anh chị. Là em hết luôn đó nha. Cây 61, cao khoảng 60 luôn, tán ngang khoảng 50. Hoành thăng ở vị trí này là 9. Cây số 61 em xin giao lưu với giá là 300.000 đồng luôn. Hết clip luôn. Em mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị qua Tết nha.